chào mừng anh em quay trở lại với kênh youtube của tinh tế ha anh em có thể thấy trên bàn của mình hiện nay đang là hai cái bao da một cái màu xanh đen một cái màu nâu Nó đẹp tới từ khác tên đây là bao da đôi để đựng những cái chiếc điện thoại anh em cũng có thể mua cái loại bao da đơn cũng được nhưng mà như vừa chính ngày hôm nay mình không nói tới những cái chiếc bao da này mình nói cái thứ được đựng ở bên trong của chúng đó là những cái chiếc điện thoại chúng ta sẽ nói tới những cái chiếc điện thoại có phần camera tốt nhất đầu năm 2023 đáng lẽ là cái video này nó sẽ được lên sớm hơn đâu đó từ hai tới ba tuần nhưng mà vì mình chờ một cái sản phẩm mới về và mình muốn nói tới nó ở trong ngay cả cái video này luôn cho nên là anh em à, cố gắng xem hết video để xem là mình nhắc tới cái chiếc điện thoại này nha Ngày nay thì điện thoại vô cùng quan trọng đối với tất cả các người dùng ha Không chỉ là người lớn mà ngay cả trẻ con nít hay là người già cũng rất là coi trọng cái chiếc smartphone của mình à, Mình đã có một cái video chia sẻ với anh em vì sao là smartphone mới là cái điện thoại ghi hình tối ưu nhất ở thời điểm hiện tại anh em có thể xem video đó hoặc là sắp tới đây nữa mình sẽ có thêm một cái video khác nói về lý do vì sao camera vẫn là một trong những cái thiết bị ghi hình nó cho ra được cái chất lượng tốt hơn smartphone còn bây giờ thì ngay cái sản phẩm đầu tiên mình không muốn xếp hạng cho anh em ở cái khoảng là ví dụ như là điện thoại tốt số 1, điện thoại tốt số 2 điện thoại tốt số 3 mà chúng ta sẽ nói theo từng tiêu chí một vậy thì đâu là cái điện thoại có khả năng quay video tốt nhất Ở thời điểm hiện tại Đó phải là cái chiếc iPhone 14 Pro Hoặc là iPhone 14 Pro Max Đây là cái chiếc iPhone 14 Pro của Cu Hiệp ha, Đã được dán ra cùng của Hát Tên Và đây vẫn được coi là ông vua Trong cái phân khúc quay video Ở trên điện thoại Anh em có thể thấy là rất nhiều Youtuber Cũng như là rất nhiều Vlogger hoặc là cả TikToker nữa Họ quay trên iPhone rất là nhiều Họ edit bằng Premiere hoặc họ edit Ngay trên ứng dụng cấp cách rất là dễ dàng rất là nhanh chóng để úp thẳng những cái video trực tiếp lên trên các nền tảng xã hội hoặc là ngay trên story của facebook của instagram cũng vậy vì về cơ bản iphone vẫn cho một cái giải tương phản động rất là lớn cũng như là khả năng cân bằng trắng tuyệt vời không có một cái chiếc điện thoại android nào có thể chuyển đổi linh hoạt giữa ba cái camera mà cho chất lượng hình ảnh gần như là tương đương với nhau chỉ có iPhone làm được điều đó và đặc biệt hơn là cái khả năng chống rung của nó khi mà anh em quay ở chế độ những cái chế độ khó hoặc là chế độ trời buổi tối hoặc là khi mà đi đường chống rung của iPhone vẫn vô cùng tuyệt vời Ở cái mục tiếp theo thì mình sẽ nói về cái chiếc điện thoại có cấu hình phần cứng khủng nhất ở thời điểm hiện tại đó chính là chiếc Oppo Find X6 Pro rất là dễ dàng để anh em nhận ra là Oppo Find 6 Pro có một cái cảm biến chính 1 inch IMX989 của Sony Cũng như là những cái cảm biến phụ là IMX890 Mà Oppo nói rằng là những cái cảm biến phụ của họ tức là cảm biến IMX890 có thể đủ để làm cái camera chính Ở trên bất kỳ cái smartphone nào ở thời điểm hiện tại Nhưng đó chỉ là câu chuyện và mặt lý thuyết hoặc là cái câu chuyện mà để ý ở số mắt cho Oppo Find X6 Pro cái điểm camera cao nhất ở thành vị hiện tại mình không tin vào chuyện đó bởi vì mình đã thử sử dụng qua nó thì có rất là nhiều điểm mà Oppo Find X6 Pro thật sự khiến cho mình ấn tượng nhưng cũng có rất là nhiều điểm ví dụ như là cái khả năng lấy nét của nó không phải là tuyệt vời nhất hoặc là cái xử lý màu sắc của nó chưa thực sự là quá là ngon nhưng mà bên cạnh đó thì những điểm được của nó ví dụ như là khả năng cân bằng cánh tuyệt vời ở cả ba camera khác nhau cũng như là khả năng chụp đêm khá là tương đối ha mình sẽ có một bài đánh giá chi tiết đối với anh em à, rất là nhanh thôi mình đã soạn xong gần như là hoàn thiện tất cả mọi thứ rồi chỉ còn chờ ngày lên sóng nữa thôi anh em cố gắng chờ xem cái video cũng như là bài viết của mình trên trang tên vn về cái con file 6 pro Ở phần tiếp theo mình sẽ chia sẻ với anh em về bộ đôi camera mà cho mình cảm hứng chụp ảnh nhất ở thời điểm hiện tại đó là Xiaomi 13 cũng như là Xiaomi 13 Pro. Và anh em có thể thấy là cụ hiệp vô cùng vô cùng thích cái chiếc Xiaomi 12s Ultra. Còn đối với cá nhân mình, mình rất là thích cái cặp đôi Xiaomi 13 cũng như là Xiaomi 13 Pro bởi vì nó cho lại những cái hình ảnh màu sắc nó không phải là trung thực ha, nhưng mà rất nhiều hình ảnh đẹp mình chụp được từ cái bộ đôi đó nó cho mình cái cảm hứng chụp ảnh. Contrast của nó rất là ngon, cái khả năng bát nét rất là nhanh, đặc biệt là cái chiếc 13 Pro. Không hiểu có phải là do mình quá yêu thích cái thương hiệu Leica hay không, nhưng mà khi mà mình cầm cái sản phẩm đó lên, những cái nước màu mình nhìn ngay trực tiếp ở trên điện thoại chứ chưa cần bỏ vào máy tính để xem lại nữa. Nó cũng đã gây cho mình rất là nhiều ấn tượng, đặc biệt là cái Leica Vibrant. Cái Leica Vibrant đó nó rất là đẹp, nó cho cái độ nâu màu rất là cao cũng như là cái màu trắng và cái màu đen của nó khi mà mình chụp kể cả những hình ảnh có màu hoặc là hình ảnh đen trắng nó cho lại cái độ chuyển rất là mượt mà và khiến cho mình rất là thích khiến cho mình rất là có cảm hứng khi mà xem ảnh và luôn 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 muốn chụp thêm nhiều ảnh từ những cái chiếc camera đó mặc dù là hai con máy đó nó có hai triết lý trường phái thiết kế cũng như là hoàn thiện khác nhau với Xiaomi 13 thường thì nó là một cái chiếc máy nhỏ gọn màn hình phẳng mình thích cái, thiết kế của chiếc máy đó hơn nhưng mà Xiaomi 13 Pro nó hướng tới những đối tượng mà Pro hơn chuyên nghiệp hơn cái màn hình cong cũng như là cái cảm biến với kích thước một inch thì nó cho lại chất lượng hình ảnh đương nhiên là tuyệt vời hơn cái chiếc Xiaomi 13 thường anh em có thể xem lại video hoặc là bài viết của cô Hiệp ở tinh tế.vn hoặc là cái video mới nhất của mình chia sẻ về cái chiếc 13 Ultra rằng Ca đã giúp Xiaomi trưởng thành như thế nào trong cái câu chuyện nhiếp ảnh di động của họ. Tiếp theo là một cái phân khúc mà mình nghĩ là không có nhiều anh em quan tâm ở thời điểm hiện tại, nhưng mình vẫn muốn đưa nó vào bởi vì đó là một trong những cái chiếc máy mình rất là thích và nó cũng cho mình rất là nhiều kỷ niệm khi mà mình chụp ảnh, đó là cái chiếc iPhone 13 mini. Lý do mình đưa iPhone 13 mini vào trong cái bảng xếp hạng này bởi vì đây vẫn là một trong những chiếc máy nhỏ gọn mà cho khả năng chụp hình tuyệt vời nhất. Nó có thể được xem là chiếc máy nhỏ gọn, mạnh mẽ mà chụp hình đẹp nhất ở thời điểm hiện tại. Anh em có thể tìm kiếm trên thị trường. Nó nhỏ hơn chiếc Xiaomi 13 thường hoặc là S23 phiên bản thường ha. Anh em có thể thấy là kích thước của nó trong lòng bàn tay của mình vô cùng vô cùng nhỏ gọn và cái chất lượng của nó thì không thua gì những cái chiếc flagship ở thời điểm hiện tại. Đôi khi là cái phần mềm của nó nó còn xử lý ngon hơn ở cái chiếc 14 hoặc là 14 Pro ở trong một vài trường hợp cụ thể và nếu như anh em không quá quan tâm cái giải tiêu cự tele 50 hoặc là 77 mm thì em có thể tìm kiếm tới cái chiếc iPhone 13 mini này bởi vì dù gì đi chăng nữa thì đây vẫn là cái chiếc iPhone cái khả năng quay phim cái khả năng chụp hình của nó vẫn phù hợp với đại đa số những người dùng ở trên thị trường ở thời điểm hiện tại. cuối cùng thì sẽ tới chiếc máy mà nên mong chờ nhất ở trong cái video này cái chiếc máy mà theo mình là nó có khả năng quay video nó có khả năng chụp hình nó có khả năng xem hình ở trên điện thoại cũng như là cho khả năng chỉnh sửa hình ảnh ngay trên chính bản thân của nó tốt nhất ở thời điểm hiện tại đó chính là chiếc Galaxy S23 Ultra đây chiếc Galaxy S23 Ultra mình đã có cái bài viết cũng như là video chia sẻ về cái con máy này ở trên tinh tế vn nhưng mà tới thời điểm hiện tại thì vẫn rất là nhiều anh em nghi ngờ và rất là nhiều anh em vào trên những cái bài viết đó hoặc là trên những video đó của mình để hỏi xem là liệu mình có ăn tiền của samsung hoặc là liệu mình có chia sẻ thật lòng hay không thì mình xin khẳng định lại một lần nữa đối với anh em là những gì mình nói dựa trên hoàn toàn là những gì mà trải nghiệm của mình anh em có thể thấy hình ảnh trên tinh tế vn Mốt Gia Huy cũng đã chia sẻ một bài đánh giá tổng thể Mốt Minh Đức cũng đã đánh giá chi tiết về sản phẩm này Mốt Minh Trí ND cũng đã chia sẻ về pin tất cả mọi thứ đó làm cho cái chiếc điện thoại này trở thành một trong những cái chiếc smartphone mà được đánh giá cao nhất ở thời điểm hiện tại dù anh em có nghĩ là Samsung chi tiền quảng cáo hay là Samsung không làm chuyện đó thì với cá nhân mình cái chiếc S23 Ultra vẫn là một trong những cái chiếc smartphone cho lại cái khả năng chụp hình tốt nhất nhưng trước khi một sản phẩm này được ra đời mà đó là lý do vì sao mình phải đợi tới cái ngày hôm nay sau khi nó ra mắt thì mình mới lên cái video này cho anh em đó chính là Xiaomi 13 Ultra đây là cái sản phẩm theo mình nó sẽ xoáng ngôn cái chiếc S23 Ultra ở thời điểm hiện tại về cái khoảng chụp hình lý do vì sao mà mình chỉ nói ở phải chụp hình thôi bởi vì sau khi khoảng độ gần một ngày trải nghiệm cái sản phẩm này ở cái khả năng chụp hình của nó chụp hình ban ngày cũng như chụp hình ban đêm thì cái khả năng chụp hình của Xiaomi 13 Ultra nó vô cùng ấn tượng đối với mình Thậm chí là ấn tượng hơn cả 13 Pro nữa Nhưng mà đó chỉ là ở về cái khoảng chụp hình thôi Còn về cái khả năng xem hình ở ngay trên chính bản thân chiếc điện thoại này Cũng như là khả năng quay video thì cái con máy này Thực sự nó chưa thể sánh được với iPhone cũng như là Galaxy S23 Ultra Cái màn hình hôm nay của Xiaomi khi mà áp lên cái con máy này Màn hình của TCL mà Xiaomi đã giới thiệu ở trong cái buổi ra mắt của nó thì mình cảm thấy nó không ngon mặc dù cái độ sáng của nó là lên tới 2600 nits nhưng mà thực sự là cái màu sắc mà nó tái tạo được ở trên cái sản phẩm này thực sự không quá ấn tượng cũng như là khả năng quay video cũng như là khả năng chống rung hay là khả năng tái tạo màu sắc khi mà chuyển đổi giữa ba cái camera nó không thể làm lại được cái chiếc iPhone 14 Pro hoặc là iPhone 14 Pro Max bên cạnh đó thì trước khi kết thúc cái video này thì có hai sản phẩm mà mình muốn nhắc tới nữa đối với anh em đó chính là chiếc chiếc One 11 thì đó là một trong những cái sản phẩm theo mình á, là có khả năng chụp hình tốt nhất trên giá thành ở thời điểm hiện tại xét về những cái chiếc máy đang bán chính hãng bởi vì mức giá của nó chỉ loanh quanh đâu đó khoảng độ 17 cho tới 18 triệu đồng mà thôi nhưng nếu anh em không ngại những sản phẩm sách tay thì mình xin màn phép đề cử thêm một sản phẩm nữa đó chính là cái chiếc Vivo X90 Pro+. Cộng. Vivo X90 Pro cộng ngoài cái chuyện là màu sắc của nó bị đẩy saturation và vibrance tức là cái độ no màu tức là cái độ đậm màu của nó lên quá là cao thì còn lại từ khả năng chụp đêm từ khả năng chụp ban ngày từ khả năng bắt nét hoặc là xóa phông tất cả mọi thứ đều có thể khiến cho mình hài lòng đó là toàn bộ những gì mà mình muốn chia sẻ với anh em về những cái chiếc smartphone ở đầu năm 2023 mà theo mình là tốt nhất ở thời điểm hiện tại tùy vào mục đích tùy vào nhu cầu sử dụng, tùy vào mức giá thành mà anh em có thể chi trả để sở hữu cho mình một chiếc máy thì anh em có thể chọn trong những cái sản phẩm đó. Đối với mình thì iPhone nó vẫn có một cái chỗ đứng riêng bởi vì iOS vẫn là một trong những cái đặc điểm mà người dùng không thể bỏ được đối với iPhone và S23 Ultra vẫn là một trong những cái sản phẩm tốt nhất của thế giới Android ở thời điểm hiện tại. Nếu như anh em không ngại cái chuyện là cái chiếc Mi 13 Ultra sách tay hoặc là cái chiếc 12 Ultra sách tay, tất cả các sản phẩm đó nó đều đáp ứng được cho anh em ở một cái khía cạnh nào đó về cái câu chuyện nhiếp ảnh di động hoặc là quay phim di động còn lại thì đối với mình không có một cái sản phẩm nào nó được coi là hoàn hảo ở trong cái thế giới smartphone ở thời điểm hiện tại mà xét về cái khoản camera cả hy vọng anh em thích cái video này cũng như là hy vọng anh em sẽ luôn luôn ủng hộ tinh tế cũng như là mình hoàng hải còn bây giờ thì video đã dài rất là dài rồi ha cảm ơn anh em đã xem hết video xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau